Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Động thủ. Đi. Năng lực cảm ứng phòng linh hồn của Lâm Phong và năng lực khống chế đối với tiến hóa luyện đan là thứ mà ta cần phải học hỏi. Tên này là một yêu nghiệt. Quyết định ban đầu quá đúng. Đúng vậy, Lâm Phong mạnh, chúng ta đi theo đương nhiên là sẽ hưởng phúc. Hai canh giờ sau. Đan hương chảy khắp nơi. Thành đan, lần đầu tiên luyện chế thăng huyền đan thì đã thành công rồi, hơn nữa không có một viên luyện phế, một lư, cả 500 viên đan dược đồng thời thành đan, đúng là không thể tin được. 500 viên thăng huyền đan dược trung phẩm huyền cấp, nhất định có thể giúp đỡ cho người của linh võ cảnh ở Vân Hải Tông sớm ngày bước vào huyền võ. Hỏa lão, xích lão, những đan dược này giao lại cho các người xử lý. Ừm, yên tâm đi, có những đan dược này, Vân Hải Tông của chúng ta nhất định sẽ nâng cao lên rất nhiều. Đi đây, ta phải đi một chuyến đến học viện Thiên Nhất. Được. Với tốc độ tiến bộ khủng bố của Lâm Phong, tương lai không biết sẽ mạnh đến nhường nào. Đúng vậy, tiểu tử trước đây ở Thiên Lạc Cổ Thành bị người khác bắt nạt, cũng không biết có thể trưởng thành đến bước nào rồi. Tương lai đáng mong chờ. Học viện Thiên Nhất là Lâm Phong. Lâm Phong đến Học viện Thiên Nhất rồi. Bây giờ hắn là nhân quân của Tuyết Vực Quốc, Học viện Thiên Nhất của chúng ta cũng được thơm lây. Đi về hướng của rừng hoa đào. Có lẽ là đi tìm Yên Vũ Bình Sinh lão sư rồi, có một học sinh như vậy thật sự là quá chói mắt. Học viện Thiên Nhất, trong rừng hoa đào. Lão sư đang còn đánh đàn. Trong khúc nhạc mà lão sư đánh, có bao hàm thanh tịnh và yên bình. Một lúc sau đó, từ từ mở mắt. Lâm Phong, ngươi tới rồi. Lão sư. Ha ha. Lâm Phong, thực lực của ngươi đều đã ở trên ta rồi, sao có thể gọi ta là lão sư nữa chứ? Lão sư, ngươi nặng lời rồi, sư giả thật sự giống như phụ huynh, không liên quan đến thực lực. Trong trưởng thành của con, ngươi mới là sư giả thật sự, giống như phụ huynh, sao con có thể vì thực lực manh hơn mà quên đi DUEC chứ? Ừm. Lão sư, ta và Hân Diệp sắp kết hôn, đặc biệt đến mời lão sư, ngài nhất định phải đến tham dự đó. Đây là thiệp mời dành cho ngài. Được được, chúc mừng chúc mừng. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.